Cái gì? Không định vào phòng ấy hả? Thế định không vào luôn? Tối nay ngủ ở đấy luôn hả? Như thế nào? Không vào luôn, nhớ nhá. Hello, xin chào mọi người. Bây giờ hôm nay đã là ngày 16 rồi và hôm nay sẽ là ngày test của mình. Vừa nãy mình đã ra mua một cái test. Bộ test lần này thì có khác lần trước. Nó đã giống của mọi người hơn. Đây, một cái test như thế này. Mình thấy bảo đây là của Hàn Quốc, mình cũng không biết nữa. Người ta bảo sao mình biết vậy thôi. Đây, đây là cái hộp dung dịch đã giống mọi người này. Và một cái gen body COVID-19. Mình nghe tiếng sọc sọc hình như là gói thuốc chống ẩm. Thì vẫn như bình thường, mình sẽ sát khuẩn trước khi mà test. Mai mình sẽ dùng. Hết rồi. Rồi. Ok. Mình còn cả lọ cồn nữa. Thế là mọi người cứ yên tâm mà tất cả những đồ của mình đều được sát khuẩn để đảm bảo là kết quả chính xác 100%. Sau đó thì để tất cả nó bay hơi đã. Mình rất là hồi hộp. Ok. Mình cảm thấy là cái set này nó hơi bị thủ công. Nó để túi zip như này mà mình thấy nó ổn. Ôi cầu mong là âm tính đi, hôm nay mình rất là muốn ra đường rồi. Ok, đây cái lọ này đã giống của mọi người rồi đây. Đã có nắp đây. Và một que nhỏ, tức là chắc bọn mình sẽ cắm vào đây để mình gắn chỉnh nhỏ. Ok. Mình đã vệ sinh răng miệng đầy đủ. Mình đã quên mất cách test rồi. Đầu tiên ngửa cổ họng lên để góc 70 độ xong vào vuông góc với. Ok. Như thế. Ui mình hồi hộp quá mọi người ơi. Đây, đây là kit test. Là kit test. Cái này thì phải giỏ 4 giọt. Khác với lần trước. Ui sáng quá nhỉ. Mình không biết làm thế nào có thể giảm độ sáng ở trên màn hình này nữa, đợi vì nó sáng quá mọi người có thể không nhìn rõ. Mọi người đã nhìn rõ hơn chưa? Ok, bây giờ mình sẽ thật sự hôm nay mình vẫn còn ho. Mình vẫn cảm thấy có tí đờm ở trong cổ họng mình. Nhưng mà biết làm sao, đến ngày Tết thì phải Tết thôi. Để đây 5 giây, vẫn là chảy nước mắt. Trong lúc đó thì mình sẽ lại bóc cái test. Bóc cái dung dịch này ra. Mình cảm thấy cái dung dịch lần này nó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Thật sự nữa. Nhung thật nhiều, là lại nhung thật nhiều, nhung thật lâu, nhung 10 vòng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, và miết cho cái dung dịch nó chảy ra, và miết cho cái dung dịch này nó chảy ra, ok, mình đã miết rồi đấy. Ok. Cái này lại. Bây giờ mình sẽ chuyển máy ảnh cho mọi người xem nhé. Ok mọi người ơi. Lắc đều. Lắc đều. Mình cảm giác có gì đang chảy ra khỏi mũi mình. Ui. Bây giờ là 4 giọt. 1 2 3 4. Ôi nó đang lên, nó đang lên. Nó đang lên, nó đang lên. Mình rất là hồi hộp mọi người ạ. Mình không biết là kết quả sẽ như thế nào.
Mình đang khá là hồi hộp. Cảm giác cái này nó còn hồi hộp hơn cả lúc mà mình đi thi. Hình như vẫn chưa đủ liều hay sao nhỉ? Ok nhá, thêm một giọt. Em không biết làm như thế có đúng không? Như là âm tính đó. Ở gần nhà mình người ta đang sửa nhà thế nên là nó rất là ồn. Mình không biết mình hát được gì nữa. Ok, bây giờ mình sẽ để khoảng trong vòng 15 phút đi. Hơi lâu nhỉ. Nhưng mà có kết quả gì thay đổi mình sẽ nhắn cho các bạn sau nhé. Hello mọi người ơi. Giờ nhà mình người ta đang sửa thế nên là rất là ồn. Mình nghĩ là mình sẽ cầm cái mic lên cho nó rõ hơn. Thì đây là kết quả. Ôi, sao nó sáng vậy ta? Mọi người nhìn thấy không? Nếu mọi người nhìn thấy không? Một vạch nha. Only một vạch nha. Đây, mình sẽ cho mọi người nhìn rõ hơn này. Đó. Thế vậy là mình đã kết thúc 8 ngày Covid kể từ ngày 8 tháng 3 test lần 1. Và đến bây giờ là 28-16, là ngày 16 tháng 3 mình đã test lần 2 và mình âm tính, mình rất là vui. Trộm vía sức khỏe của mình thì trộm vía tỷ lần là chỉ mất ngày đầu là mình bị đau đầu kinh khủng. Và tại vì là khi mình phát hiện ra thì cũng là những cái triệu chứng đầu tiên của mình luôn á. Kiểu triệu chứng rõ ràng là mình bị đau đầu lắm luôn. Và người mình bị nó cũng không phải là sốt cao mà nó chỉ hâm hấp nóng. Và mình lại cảm thấy rất là lạnh. Mặc dù mình hỏi mọi người là hôm nay mọi người thấy lạnh không, và mọi người bảo hôm nay rất là nóng, nhưng mình đã phải đắp chân bông vì mình cảm thấy khá là lạnh. Thì đó, kể từ hôm đó thì mình bắt đầu nghỉ ngơi. Hôm đấy là một ngày nghỉ ngơi của mình, tại vì mình rất là đau đầu và mình cũng hơi stress nữa. Mình nghĩ là mình không thể nào bị Covid được, tại vì mình kiêng rất là kỹ. Nhưng mà thôi, chuyện gì đến cũng phải đến thôi, và mình đã bị Covid. Thì đấy là hôm đầu tiên. Còn trộm vía từ hôm thứ hai trở đi cho đến ngày hôm nay thì mình sức khỏe hoàn toàn bình thường. Mình chỉ bị ho này. Mấy hôm đầu, khoảng 2-3-4 hôm đầu thì vẫn là rát họng, nhưng mà sau đó là hết dần, đỡ dần. Bị ho, bị sổ mũi, ngắn mũi một tí, khoảng 2-3 ngày thôi là có triệu chứng đấy, và sau đó là hết. Còn lại thì trộm vía là mình vẫn tập thể dục được bình thường, điều độ. Tất nhiên là sức khỏe của mình nó có giảm đi một chút, nhưng mà nó không hề đáng kể. Tức là mình vẫn có thể hoàn thành được những cái bài tập của mình, gọi là đến 80-90%. Bình thường sẽ là 100%, nhưng mà những cái hôm mình ốm mệt như thế chỉ có 80-90% thôi thì mình cảm thấy rất là vui rồi. Và hôm nay kết quả là âm tính thì mình còn vui hơn nữa. Trời ơi. Nhưng mà phải công nhận là cái con Covid này nó rất là đáng sợ. Hôm nay thì mình khỏi Covid thì mình thấy là mình 1-2 ngày hôm nay thì mình có bị đau tức ngực. Tức là nó sẽ có những cái cơn nhói ở trong tim ấy. Lúc thì bên tim, lúc thì bên ngực bên này này. Và mình cũng khá là lo. Nhưng mà mình hỏi mọi người thì mọi người bảo là đấy là những cái biểu hiện. Nó cũng phổ biến thôi. Nhưng mà thật sự là mình cũng rất là lo. Tại vì cái Covid này nó không hề đơn giản. Mình thấy là một cái bệnh cúm, nhưng mà nó lại ảnh hưởng đến rất là nhiều những cái cơ quan, những cái, nói chung là toàn cơ thể mình ấy. Nó là não này, mũi này, vị giác này, khứu giác này, tim, phổi này. Đấy, rất là nhiều. Nó ảnh hưởng rất là kinh khủng ấy. Và mình cũng biết được rất là nhiều trường hợp tử vong do hậu Covid, cũng như là những người bị Covid đã tử vong. Thật sự là cái trường hợp mà hậu Covid ý, thì gần đây nó phổ biến hơn rất là nhiều. Thì mình cũng đã chia sẻ ở đây, mình cũng đọc được rất là nhiều người đã mất vì hậu Covid. Thì mình cũng rất là giữ gìn và đề phòng sức khỏe của mình thôi. Mình hy vọng là mình sẽ ổn. Chắc chắn rồi, chắc chắn là mình sẽ ổn và mọi người trong gia đình mình sẽ ổn. Và mình thật sự là mình cũng rất là nghiêm túc chấp hành những cái biện pháp phòng chống dịch, cũng như là bảo đảm an toàn sức khỏe cho người khác nữa. Vì mình biết là ngoài kia tuy là đa số đã bị Covid rồi, nhưng mà cũng còn không ít người chưa bị Covid. Và mình cũng mong là họ sẽ không bị Covid, tại vì
thật sự là bị cái này nó không hề vui vẻ cũng như sung sướng gì đâu, mà nó còn những cái hậu quả về sau đấy. Nói chung là nó hơi tiêu cực một tí, nhưng mà đấy, những cái điều tiêu cực đấy không phải là để nó xâm chiếm cái suy nghĩ cũng như là tinh thần của mình, mà mình lấy đấy làm cái để mình phòng chống, mình không hề chủ quan, mình tự giác hơn trong việc bảo vệ sức khỏe của mình. Ok, vậy là hôm nay mình đã hoàn thành cách ly 8 ngày rồi, mình có thể hòa nhập cộng đồng. Nhưng mà mình vẫn sẽ giữ gìn sức khỏe chắc chắn rồi. Tại vì rất là nhiều người, kể cả những người thân của mình đã bị tái nhiễm Covid. Thế nên là mình cũng sẽ vẫn tiếp tục giữ gìn sức khỏe của mình. Chúc mọi người, những ai đang bị Covid thì sẽ sớm khỏi, và những ai mà đã khỏi Covid rồi thì sẽ giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé, để mình có thể sống chung với dịch, mình có thể sống vào một thời kỳ bình thường mới một cách thật sự. Và bây giờ không biết chúc gì hơn là chúc mọi người có một sức khỏe thật tốt. Có sức khỏe là có tất cả, không sức khỏe là không có gì. Yeah. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.